Napoleon Bonaparte, hay còn được biết đến với danh hiệu là Napoleon Đại đế, là một trong những nhân vật lịch sử quyền lực và nổi tiếng nhất của nước Pháp và thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một chuỗi biến động và tính toàn diện, mang lại ảnh hưởng sâu rộng đối với cả lịch sử quân sự và chính trị. Với tầm ảnh hưởng của mình, ông đã thay đổi diện mạo chính trị của châu Âu trong thế kỷ thứ 19 và chiếm được sự tôn trọng từ nhiều người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Bên cạnh những thành tựu to lớn trong lịch sử chính trị và quân sự, Napoleon còn có những khía cạnh độc đáo và thú vị khác. Trong số rất nhiều giai thoại về truyền thuyết của ông, có một câu chuyện đặc biệt làm nổi bật. Câu chuyện này về việc mà Napoleon được cho là đã đặt chân vào kim tự tháp Giza trong suốt thời gian chiến dịch của mình ở Ai Cập. Các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của HNTV News. Napoleon Bonaparte và câu chuyện gây tranh cãi về việc ngủ trong kim tự tháp Giza. Napoleon là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng và quyền lực trong lịch sử thế giới. Ông là một tướng quân nổi tiếng của Pháp và đã trở thành hoàng đế Pháp từ năm 1804 và đến năm 1814. Và sau đó tái nắm quyền trong một thời kỳ gọi là Hundred Days trước khi bị đày vào đảo Elba. Napoleon nổi tiếng với việc là thực hiện nhiều cải cách tại Pháp, bao gồm việc hoàn thành Code Napoleon, một bộ luật dân sự quan trọng ông cũng dẫn dắt đội quân pháp trong một cuộc chiến tranh nổi tiếng ông đã xây dựng một đế chế pháp mạnh mẽ tại châu âu và để lại ảnh hưởng sâu rộng đối với lịch sử và chính trị thế giới cuộc sống và sự nghiệp của napoleon đã tạo ra nhiều tranh luận và nghiên cứu ông cũng vẫn là một biểu tượng lịch sử đáng chú ý đến tận ngày nay napoleon không chỉ là một vị danh tướng vĩ đại mà còn là một tác giả tài năng ngoài những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quân sự ông còn được biết đến với đặc điểm nổi bật là sự sáng tạo trong văn học. Trong sự nghiệp văn học của mình, Napoleon đã viết nhiều loại tác phẩm đa dạng. Ông đã sáng tác thơ, tạo ra những bài thơ tinh tế và lôi cuốn. Napoleon cũng viết hồi ký chiến tranh, ghi chép và trình bày các trải nghiệm của mình trong các trận đánh và chiến dịch quân sự. Các tác phẩm này không chỉ là hồi ký thông thường mà còn thể hiện sự sâu sắc và đầy tri thức về chiến tranh và lịch sử, đồng thời giúp độc giả hiểu rõ hơn về cuộc đời và tư duy chiến lược của ông. Tuy nhiên, điểm đặc biệt đáng chú ý là tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn của Napoleon mang tựa đề là Collision Earth UG, được viết khi mà ông mới 26 tuổi. Tiểu thuyết này cho thấy sự đa tài và khả năng sáng tạo của ông không chỉ trong lĩnh vực văn chương mà còn trong việc khám phá tình cảm và tâm hồn con người. Tác phẩm này thể hiện sự am hiểu về tình yêu và cảm xúc lãng mạn, khả năng mô tả tinh tế và khả năng kể chuyện đáng chú ý của tác giả. Bàn tay của Napoleon được miêu tả bởi các sử gia đương thời như là mềm mại, đầy đặn và đẹp đến mức có thể so sánh với bàn tay của phụ nữ. Đôi bàn tay này có kết quả của sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt mà ông dành cho chúng. Napoleon Bonaparte là một trong những danh tướng lừng danh của thế kỷ thứ 19 và đã giành được nhiều chiến thắng ấn tượng trong sự nghiệp quân sự của mình. Thành tích của ông không chỉ ấn tượng về số lượng trận đánh, mà còn về sự uy tiến và chiến công lớn lao. Theo số liệu lịch sử, Napoleon đã tham gia vào hơn 60 trận đánh trong sự nghiệp của mình và trong số đó, ông đã giành chiến thắng trong không ít 51 trận. Điều này thể hiện sự uy tín và kỹ năng xuất sắc của ông trong việc lãnh đạo quân đội và chiến đấu. Napoleon không chỉ đánh bại quân đội của một số nước lớn như là Áo, Phổ và Nga, mà còn chinh phục gần như là toàn bộ lục địa châu Âu. Ông đã mở rộng đế chế Pháp sang nhiều vùng đất từ Tây Ban Nha tới biên giới phía đông của Nga chiến công của ông cũng đã làm thay đổi cục diện chính trị và quân sự châu Âu trong thời kỳ đó và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử thế giới. Napoleon đã trở thành một biểu tượng vĩ đại của nền quân sự và chính trị của Pháp và là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử quân sự thế giới và hàng loạt chiến thắng đầy ấn tượng. Năm 1799, quân đội của Napoleon tham gia vào chiến dịch chinh phục Ai Cập, một phần của chiến dịch mở rộng của Pháp ở Trung Đông và Bắc Phi trong quá trình chiếm đóng thành phố Rosetta, một sĩ quan Pháp tình cờ đã phát hiện ra một tấm bia granite có khắc chữ ấn tượng trên bề mặt. Tấm bia này trở nên nổi tiếng vì nó chứa ba thứ chữ được khắc ở trên cùng một tấm đá: tiếng Hy Lạp, tiếng Demotic và tiếng Hieroglyphic. Điều này đã tạo ra một cơ hội hiếm hoi để giải mã hệ thống chữ tượng hình Hieroglyphic, một trong những hệ thống chữ lịch sử quan trọng nhất trên thế giới tấm bia Rosetta trở thành chìa khóa để hiểu về ngôn ngữ và văn hóa của người Ai Cập cổ đại và nó đóng vai trò quan trọng cho việc khám phá và giải bãi hieroglyphic. Công việc này do các nhà khảo cổ và nhà nghiên cứu văn học thực hiện sau này và nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong việc khảo cổ học và nghiên cứu văn hóa Ai Cập cổ đại. Tấm bia Rosetta hiện nay được trưng bày tại Bảo tàng Anh, tại London và là một biểu tượng quan trọng trong lĩnh vực khảo cổ học và nghiên cứu ngôn ngữ. Napoleon thường được miêu tả có chiều cao trung bình khoảng 1m70. Tuy nhiên, có một sai lầm lịch sử liên quan đến chiều cao của ông. Trong một thời kỳ nơi mà Napoleon và Pháp đối đầu với Anh, những bức tranh biếm họa và tuyên truyền chiến tranh thường miêu tả ông với chiều cao thấp bé hơn. Các hình ảnh này có thể là một phần chiến dịch tuyên truyền để làm giảm uy tín và tôn vinh của Napoleon, tạo dựng một hình ảnh lạnh chúa kém cỏi hoặc phô trương. Napoleon đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lịch sử, không chỉ qua sự thông minh chiến lược mà còn qua sự lãnh đạo quân đội và tầm ảnh hưởng lớn lao đối với thế giới, bất kể chiều cao của mình. Một đặc điểm quan trọng trong tâm hồn của Napoleon là tinh thần cạnh tranh cao. Ông luôn thể hiện sự khao khát chiến thắng trong mọi khía cạnh cuộc sống của mình, bất kể đó là trận đánh quân sự, các trò chơi hay thể thao. Napoleon không phải là người dễ chấp nhận thất bại. Ông luôn tự tin vào khả năng và kỹ năng của bản thân và dấn thân vào mọi tình huống với quyết tâm chiến thắng sự cạnh tranh này không chỉ thể hiện ở trong cuộc sống quân sự mà còn trong cuộc sống cá nhân và xã hội ông đòi hỏi mọi người xung quanh phải theo kịp tốc độ của ông và đạt được những thành tích tối ưu tinh thần cạnh tranh của napoleon là một phần quan trọng trong sự thành công của ông trong vai trò là một vị tướng và lãnh đạo điều này đã giúp ông đạt được nhiều chiến thắng quân sự và thực hiện những kế hoạch quy mô lớn tuy nhiên đôi khi tinh thần cạnh tranh này cũng có thể dẫn đến sự căng thẳng và xung đột với những người xung quanh của ông Đặc biệt là trong thời điểm không thể chiến thắng. Chuyến thám hiểm Ai Cập vĩ đại của Napoleon. Năm 1798, Napoleon dẫn đầu một cuộc viễn chinh quân sự quy mô lớn tới Ai Cập, được gọi là chiến dịch Pháp tại Ai Cập và Syria. Chiến dịch này đã thực hiện nhằm phá vỡ các tuyến đường thương mại của Anh và thiết lập ảnh hưởng của Pháp ở trong khu vực, cùng với một nhóm các học giả, các nhà khoa học và nghệ sĩ. Napoleon đã tìm cách làm sáng tỏ những bí ẩn của Ai Cập cổ đại và thu thập kiến thức về văn hóa, lịch sử và kho báu của nó. Trong chiến dịch Ai Cập của mình, quân đội của Napoleon đã chạm trán với những kỳ quan đầy cảm hứng của thế giới cổ đại, bao gồm cả kim tự tháp Giza. Những cấu trúc khổng lồ này nhằm xây dựng để cho lăng mộ của các pharaoh đã thu hút trí tưởng tượng của Napoleon và khơi dậy sự tò mò của ông về những bí mật mà chúng có thể nắm giữ. Chính trong thời gian này, Câu chuyện về đêm của Napoleon bên trong kim tự tháp Giza bắt đầu nổi lên. Theo đó, vào đêm ngày 22 tháng 8 năm 1799, Napoleon đã mạo hiểm vào trung tâm của đại kim tự tháp Giza, cùng với một số người thân cận, ông được cho là đã dành vài giờ để khám phá các căn phòng mê cung, thậm chí là ngủ bên trong cấu trúc vĩ đại này. Trong khi câu chuyện đêm của Napoleon trong kim tự tháp Giza đã ăn sâu vào đầu của nhiều người thì tính xác thực của nó vẫn là chủ đề tranh luận giữa các nhà sử học và học giả. Một số người cho rằng câu chuyện là một sự bịa đặt hoặc là tô điểm để tạo ra để nâng cao hình ảnh của Napoleon và gắn cho ông với các pharaoh của Ai Cập. Những người khác cho rằng có đủ bằng chứng để hỗ trợ cho câu chuyện này. Một trong những bằng chứng quan trọng thường được trích dẫn ủng hộ câu chuyện là lời kể của Dominique Vivant Denon, một nghệ sĩ đi cùng đoàn thám hiểm của Napoleon. Hồi ký của Denon mô tả một đêm ở bên trong đại kim tự tháp Giza, đề cập đến sự hiện diện của Napoleon và một số tùy tùng thân cận của ông. Tuy nhiên, những người hoài nghi cho rằng lời kể của Denon có thể đã bị ảnh hưởng bởi mong muốn đề cao sự vĩ đại của Napoleon. Bất chấp sự hoài nghi, những lời khai và hồ sơ vào thời đó đều cung cấp những bằng chứng cho tính xác thực của câu chuyện này. Một trong những lời kể như vậy là của Đại tá Sugar, người đã phục vụ trong quân đội của Napoleon, đã xác nhận tính xác thực của câu chuyện. Tuy nhiên, do bằng chứng hạn chế, những chi tiết cụ thể về đêm được cho là của Napoleon bên trong đại kim tự tháp Giza vẫn còn là một bí ẩn. Bất kể tính chính xác về mặt lịch sử của câu chuyện, đem được cho là của Napoleon ở Đại kim tự tháp Giza đã có tác động lâu dài đến văn hóa đại chúng và nhận thức về các kỳ quan cổ đại của Ai Cập. Câu chuyện thể hiện sự say mê và ngưỡng mộ của mọi người đối với các kim tự tháp và sức hấp dẫn bí ẩn của chúng. Nó cũng làm nổi bật tính biểu tượng gắn liền với các cấu trúc, đại diện cho quyền lực, sự chinh phục và mối liên hệ với quá khứ xa xôi hành động ngủ bên trong đại kiện tự tháp ghi ra của Napoleon đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Một số người coi đó là sự khẳng định táo bạo về quyền thống trị và một cuộc chinh phục mang tính biểu tượng đối với thế giới cổ đại của một nhà lãnh đạo quân sự hiện đại. Những người khác coi đó là biểu tượng lãng mạn hóa, mong muốn của Napoleon là được kết nối với sự hùng vĩ của các nền văn minh cổ đại và để lại dấu ấn của ông trong lịch sử. Câu chuyện về đêm của Napoleon trong Kim tự tháp vẫn tiếp tục thu hút trí tưởng tượng và thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa những người đam mê lịch sử. Dù là sự thật hay là hư cấu, câu chuyện này mang đến cái nhìn thoáng qua về niềm đam mê của con người với những kỳ quan cổ đại và mong muốn kết nối với quá khứ. Trải qua thời gian, Napoleon Bonaparte đã trở thành một biểu tượng vĩ đại của Pháp và là một phần quan trọng trong lịch sử thế giới. Với tài năng quân sự, sự tham vọng và tinh thần cạnh tranh cao, ông đã tạo ra một đế chế mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là một bài học quan trọng về quyết tâm, khao khát thành công và khả năng tạo nên dấu ấn ở trong lịch sử. Napoleon Đại Đế không chỉ là một vị danh tướng vĩ đại mà còn là một con người với nhiều khía cạnh đa dạng là nguồn cảm hứng vĩ đại cho thế hệ sau. Các bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy cho mình biết về cảm nhận của mọi người ở bên phía dưới và bình luận nhé! Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video hấp dẫn mới trên kênh HNTV News. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!